Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn là những cái tông màu chủ đạo trong cái dịp Tết chúng ta trang trí giỏ quà, giỏ trái cây hay là những cái màu sắc để chúng ta trang trí ở gia đình ở trong dịp Tết. Như các bạn đã biết thì chúng ta có hà thường thường thấy là chúng ta các bạn cứ sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai màu chủ đạo, đó là màu vàng và màu đỏ. Ở trong gia đình thì các bạn cứ nhìn những cái vật dụng chúng ta trang trí thì thường thường sẽ có hai tông màu chính, đó là màu vàng và màu đỏ. Màu vàng á, thì đem là tượng trưng cho sự phú quý thịnh vượng, sự giàu sang phú quý thịnh vượng, giống như là màu vàng giống như là tượng trưng cho sự phú quý thịnh vượng, giống như là thỏi vàng, nó màu vàng. Cho nên là các cái tông màu chủ đạo trong dịp Tết là chúng ta cũng chọn màu vàng. Còn thứ hai là màu đỏ, là màu đỏ là mang đến sự may mắn, sự thành công, sự may mắn. Cho nên là khi các bạn vào dịp Tết á, thí dụ như là các bạn thấy những cái giỏ quà thì người ta cũng trang trí, họ trang trí theo có cái tông nơ đỏ và những cái cây hoa ở trên đó thường thường cũng có cái tông. Thí dụ như hoa, thí dụ như màu vàng thì có hoa lan vũ nữ màu vàng, hoặc là những cái cây hoa đỏ như là hoa hồng đỏ, hoặc là hoa hoa hạnh phúc cũng màu đỏ, hoặc là hoa lê dương đỏ. Đó, thì khi chúng ta trang trí lên trên cái trong gia đình thì chúng hoặc là lên những cái phần quà này thì người ta cũng hay chọn những cái tông hoa màu đỏ và màu vàng, là cái màu nó rất là phù hợp với dịp Tết. Và cái trái cây ở trên này thì chúng ta cũng chưa có thể lựa những cái màu vàng và màu đỏ, chẳng hạn như đây chúng ta có cam vàng này, rồi chúng ta có táo đỏ, rồi chúng ta có cái lê vàng, cái lê nâu, gọi là lê nâu nhưng thật sự cái vỏ nó hơi màu vàng vàng, thì nó cũng rất là phù hợp để chúng ta trưng vào trong dịp Tết chúng ta làm quà tặng. Còn ở trong gia đình thì các bạn cứ để ý là thường thường Tết là chúng ta hay đi mua những cái câu đối, chúng ta hay ông đồ hay viết những câu đối đỏ chúng ta về ta dán ở trên nhà, hoặc là những cái chữ chữ phúc chúng ta dán ở trong nhà cho màu đỏ cho nó may mắn này. Rồi thường thường là những cái cây mai hoặc là cái cây tắc thì thường thường người ta hay lấy những cái giấy đỏ người ta dán ở xung quanh cái chậu mai, ở dưới là màu giấy đỏ, ở trên là mai vàng, hoặc là cái chậu tắc cũng vậy, thường thường mình thấy là người ta dán giấy đỏ lại hết. Đó thì giống như là đem lại cái sự may mắn cho gia đình. Còn trái cây hoa thì người ta trưng thường thường là mua hoa hoa mai vàng này, hoặc là hoa đào. Hoa đào thì mình chọn cái màu đào nó đậm hơn, thì nó màu hồng đậm thì nó sẽ gần với màu đỏ thì cũng là đem lại sự may mắn. Thường thường Tết là những cái tông màu nó rất là phù hợp. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là những cái tông màu chính để các bạn có thể trang trí ở trong dịp Tết, hoặc là các bạn có thể kết những tràng pháo như thế này. Đây là tràng pháo mình kết á, mình tự tay mình kết luôn, mình ta kết bằng cái vải rỉ, mình kết thành cái pháo tràng pháo, sau đó mình dày lấy cái dây dây bằng bằng vàng này, mình kết lại thành một chùm pháo và chúng ta có thể treo lên những cây cái cây cảnh ở trong gia đình, hay là những cái phần quà như thế này, nó cũng rất là dễ thương và nó cũng rất là phù hợp với cái tông màu của dịp Tết. Thì mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc, mình muốn chia sẻ với các bạn là những cái tông màu chúng ta trang trí trong gia đình vào dịp Tết thì chúng ta thường thường hay trang trí hai tông màu, đó là màu vàng và màu đỏ. Màu vàng là sự giàu sang phú quý, sự thịnh vượng, còn màu đỏ là sự may mắn, sự thành công, là cũng nó là một cái giống như là khi mà chúng ta trang hoàng nhà cửa dịp Tết, những cái mà chúng ta làm ra một cái gia đình, một cái không khí đấy cũng là thể hiện một cái lòng mong muốn, một cái ước muốn là năm trong năm tới, năm mới thì chúng ta sẽ gặt hái được nhiều những cái sự may mắn, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều những hoa thơm quả ngọt, và chúng ta luôn luôn thành công, và chúng ta luôn gặp những duyên lành may mắn trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, cho gia đình, tất cả mọi người trong gia đình chúng ta. Đó là ý thường thường là mình thấy là nó có hai màu, là màu vàng và màu đỏ, thì mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc, rất là cảm ơn cả nhà đã xem video clip của mình. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 091 99 77 098. Mình sẵn sàng chia sẻ miễn phí cho các bạn cái mà các bạn thắc mắc về trái cây, về quà tặng Tết cho ông bà, bố mẹ, người thân, bạn bè, hay là đối tác, hay là khách hàng, hay là sếp. Thì mình sẽ có thể tư vấn miễn phí cho các bạn để các bạn chọn những phần quà ưng ý nhất để tặng cho những người thân yêu nhất của các bạn ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều cho mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt. Bye bye.